Đức Phật dạy Ngài La Hầu La trong cái bài kinh đó, phát triển tâm từ là nên phát triển tâm từ như đất. Đất nó không có phản đối, cái gì bỏ xuống nó chấp nhận hết, và nên phát triển cái tâm như vậy. Đối với những cái nguồn đưa tới sự xung đột, đưa tới những sự bạo động, đều phải tập tu như là tâm từ như đất, tức là phản ứng lại bằng sự không bạo động, bằng tình thương. Công thức á, nó đơn giản thôi. Khi có cái sự kiện giận dữ xảy đến mà chúng ta muốn phát triển cái tuệ giác cũng như tâm từ trong sự kham nhẫn, chúng ta chỉ cần nói tôi biết rồi và tôi chịu đựng được, tôi hiểu, tôi nhận biết và tôi chịu đựng. Ở đây Đức Phật dạy lúc nào cũng quán chiếu bên trong, thấy cái tâm bất thiện nhặt đi bỏ, lâu ngày nó chỉ còn tâm thiện cho nên nó mát mẻ. Xây dựng một cái sự mát mẻ ở trong nội tâm, lúc nào cũng là hiền hòa mát mẻ. Điều đó không có nghĩa là xây dựng cái ngã, mà xây dựng cái năng lượng hiền hòa, năng lượng mát mẻ. Khi mà quý vị nhắc nhở quý vị cái câu này, xin cho tôi được hạnh phúc, xin cho tôi được đừng có đau khổ, nhắc nhở mình thì là người tu. Nó nhắc luôn các bạn, đừng làm cái chuyện gì buồn cho người khác, đừng làm cho người khác đau khổ. Đó là cái lẽ đương nhiên.